Xe Life chia sẻ bài học thành công từ cuộc sống. Những bài học tưởng như đơn giản và quen thuộc trong cuộc sống đôi khi lại tạo nên sự khác biệt và hạnh phúc. 1. Tập trung. Bạn không thể một mình cưỡi hai con ngựa, chính vì thế đừng ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Hãy xác định những việc mình phải làm và quyết tâm hoàn thành từng việc một cách rõ ràng và tốt nhất. Sự tập trung tạo nên năng lượng và sức mạnh. 2. Luôn đặt câu hỏi và tìm câu trả lời. Kiến thức là sức mạnh, càng hiểu biết sâu rộng thì bạn càng quan trọng và được mọi người kiêng nể. Chính vì vậy hãy cố gắng trở thành một cuốn từ điển sống. Và muốn làm được điều đó bạn cần phải biết tuốt, nghĩa là tìm đến các phương tiện tra cứu thông tin trên mạng như Google, vân vân. Mà muốn biết phải hỏi, hãy luôn đặt câu hỏi để có được câu trả lời. Nếu không được giải đáp ngay, hãy tự mình đi tìm. Hãy kiên nhẫn tìm kiếm đến khi dấu hỏi biến mất. 3. Kiên nhẫn đến cùng. Khó khăn sẽ sinh ra chán nản, chắc chắn vậy. Nhưng khác biệt giữa người thành công và người thất bại là khả năng vượt qua sự chán nản để giải quyết vấn đề khó ấy. Muốn vượt qua sự chán nản, không gì khác ngoài sự kiên trì. Nhà vô địch Olympic toán quốc tế Võ Anh Đức 2013 từng chia sẻ bỏ cả một đêm chỉ để làm một phép tính. Tại sao khi khó cậu ấy không đợi sáng hôm sau hỏi thầy cô? Vì chỉ có sự tự cố gắng mới tạo nên sự thành công bền vững. Và tự mình giải quyết vấn đề đôi khi sảng khoái hơn nhiều. 4. Biến kiến thức thành kỹ năng. Ai cũng có thể có kiến thức nếu chịu khó học hỏi. Nhưng để thành công không thể ôm đống kiến thức suông, phải biến nó thành kỹ năng trong công việc. Bạn có kiến thức vật lý về hơi nước để làm gì nếu không chế tạo ra đầu máy hơi nước? Nhưng để biến kiến thức thành kỹ năng, cần phải thực hành. Từ những mớ lý thuyết hãy áp dụng vào thực tế. Chỉ có khi làm bạn mới rút ra những bài học kinh nghiệm, kỹ năng. 5. Sửa chữa sai lầm. Một điều chắc chắn là không ai không từng mắc sai lầm. Chỉ là ai có thể đứng dậy và ai gục ngã khi mắc sai lầm. Người nhanh chóng đứng dậy khi mắc lỗi sẽ thành công. Để có thể bình thản trước sai lầm và sửa chữa nó một cách nhanh nhất không gì ngoài việc không sợ sai lầm. Một người có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn khi sai lầm là người đã từng mắc nhiều sai lầm và đủ kinh nghiệm để sai lầm đó không thể quật ngã mình. Vì vậy, đừng sợ sai lầm, nhưng khi sai lầm hãy sửa chữa và rút ra những bài học quý giá và đừng mắc sai lầm tương tự. 6. Dám khác biệt. Dù sao thì trái đất vẫn quay. Galileo, người nói ra câu nói này đã từng bị dọa chém đầu vì dám bảo trái đất không đứng yên mà quay quanh một hành tinh khác. Sự khác biệt đôi khi khiến bạn phải đối mặt với những khó khăn, phản đối, đôi khi là gặp nguy hiểm. Nhưng sự khác biệt là cơ sở cho những phát kiến vĩ đại. Nếu cứ mãi đi theo lối mòn thì không thể có bứt phá. 7. Thành công không phải là đích đến. Tất cả những cố gắng là để tạo nên sự thành công. Nhưng người thành công nhất là người không coi thành công là đích đến. Đó là những người coi giá trị của bản thân đối với cuộc sống là đích đến. Ví dụ, thành công công trong kinh doanh sẽ giúp một người kiếm được hàng triệu đô la Mỹ. Nhưng mục đích của họ không phải là tiền mà là để giúp đỡ người nghèo. Tiền chỉ là phương tiện. Nếu hiểu được điều này, mọi người sẽ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc hơn.